kể chuyện về họ đó. Chính là một bộ phim ngôn tình vậy đó. Bởi vì đây là tình yêu xuất phát từ giữa hai người đàn anh và đàn em ở trong trường trường biết thưa quý vị. Cuối cùng thì chúng ta cùng nhìn thấy hình như những điều đó với sự đồng bằng tâm niệm này mà họ đã cùng với nhau. Những quan khách Bắc Trung Nam đã về đây để chúc cho hai con. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn quý vị có một buổi tối vui vẻ.